30 đô la một tiếng. Ngày nào tôi cũng đi làm về rất trễ. Hôm nay tôi về nhà lúc 10 giờ tối. Thằng con trai tôi vẫn chưa chịu đi ngủ. Nó đang ngồi đợi tôi về. Khi thấy tôi, nó vui lắm. Rồi nó chạy đến ôm tôi. Tôi cũng ôm nó, nhưng cũng bực mình hỏi là tại sao trễ rồi con chưa chịu đi ngủ. Thằng con tôi nói, con muốn đợi ba về. Tôi nói tiếp, con nít thì phải đi ngủ sớm, có biết không? Rồi thằng con tôi hỏi nữa, sao ngày nào ba cũng đi làm vậy? Sao ba không ở nhà chơi với con? Tôi giải thích cho con. Ba phải đi làm kiếm tiền để lo cho gia đình. Thằng con vẫn tiếp tục hỏi tôi, vậy một tiếng ba kiếm được bao nhiêu tiền? Tôi rất ngạc nhiên khi nghe con trai hỏi như vậy. Tôi nói, 30 đô la một giờ. Mà tại sao con hỏi? Con trai tôi nói, ba cho con 25 đô la được không? Tôi không biết tại sao thằng nhỏ muốn xin tiền của tôi, nên tôi hỏi con, sao con muốn xin tiền ba? Con trai tôi trả lời, thì ba cho con 25 đô la đi mà. Tôi nghĩ chắc con muốn xin tiền mua đồ chơi, nên tôi cũng kệ và đưa cho nó 25 đô la. Con trai tôi cầm tiền, rồi nó lấy 5 đô la trong túi ra. Sau đó đưa cho tôi 30 đô la và nói, ba ơi, đây là 30 đô la nè, con có thể mua một tiếng của ba không? $30 một tiếng. Ngày nào tôi cũng đi làm về rất trễ. Ngày nào cũng. Ngày nào cũng. Hôm nay tôi về nhà lúc 10 giờ tối. Thằng con trai tôi vẫn chưa chịu đi ngủ. Vẫn chưa. Vẫn chưa. Em vẫn chưa ăn tối nữa. Chịu. Chịu. Nó đang ngồi đợi tôi về. Ngồi. Ngồi. Đợi. Đợi. Khi thấy tôi, nó vui lắm. Rồi nó chạy đến ôm tôi. Chạy. Chạy. Ôm. Ôm. Nó. Nó. Tôi ôm nó nhưng cũng bực mình hỏi tại sao là trễ rồi con chưa chịu đi ngủ. Bực mình. Bực mình. Sao? Sao?
Thằng con tôi nói, con muốn đợi ba về. Thằng con. Tôi nói tiếp, con nít thì phải đi ngủ sớm, có biết không? Con nít. Rồi thằng con hỏi tôi nữa, sao ngày nào ba cũng đi làm vậy? Sao ba không ở nhà chơi với con? Nữa. Đà Lạt đẹp lắm. Em muốn đi Đà Lạt nữa. Vậy. Tôi giải thích cho con. Ba phải đi làm, kiếm tiền để lo cho gia đình. Giải thích. Phải. Kiếm tiền. Lo cho gia đình. Thằng con vẫn tiếp tục hỏi tôi, vậy một tiếng ba kiếm được bao nhiêu tiền? Tiếp tục. Tiếng. Được. Mỗi tháng em kiếm được 10.000 đô la. Tôi rất ngạc nhiên khi nghe con trai hỏi như vậy. Tôi nói, 30 đô la một giờ, mà tại sao con hỏi? Ngạc nhiên. Mà. Con trai tôi nói, ba cho con 25 đô la được không? Cho. Tôi không biết tại sao thằng nhỏ muốn xin tiền của tôi, nên tôi hỏi con, sao con muốn xin tiền ba? Xin tiền. Nên. Con trai tôi trả lời, thì ba cho con 25 đô la đi mà. Đi mà. Tôi nghĩ chắc con muốn xin tiền mua đồ chơi, nên tôi cũng kệ và đưa cho nó 25 đô la. Chắc. Đồ chơi. Kệ. Đưa. Con trai tôi cầm tiền, rồi nó lấy 5 đô la trong túi ra, sau đó đưa cho tôi 30 đô la và nói, ba ơi, đây là 30 đô la nè, con có thể mua một tiếng của ba không? Cầm
cầm. Lấy. Lấy. Túi. Túi. Nè. Nè. Đây là nhà mới của em nè. $30 một tiếng. Ngày nào tôi cũng đi làm về rất trễ. Hôm nay tôi về nhà lúc 10 giờ tối. Thằng con trai tôi vẫn chưa chịu đi ngủ. Nó đang ngồi đợi tôi về. Khi thấy tôi, nó vui lắm. Rồi nó chạy đến ôm tôi. Tôi cũng ôm nó, nhưng cũng bực mình hỏi là tại sao trễ rồi con chưa chịu đi ngủ. Thằng con tôi nói, con muốn đợi ba về. Tôi nói tiếp, con nít thì phải đi ngủ sớm, có biết không? Rồi thằng con tôi hỏi nữa, sao ngày nào ba cũng đi làm vậy? Sao ba không ở nhà chơi với con? Tôi giải thích cho con, ba phải đi làm kiếm tiền để lo cho gia đình. Thằng con vẫn tiếp tục hỏi tôi, vậy một tiếng ba kiếm được bao nhiêu tiền? Tôi rất ngạc nhiên khi nghe con trai hỏi như vậy. Tôi nói, $30 một giờ. Mà tại sao con hỏi? Con trai tôi nói, ba cho con $25 được không? Tôi không biết tại sao thằng nhỏ muốn xin tiền của tôi, nên tôi hỏi con, sao con muốn xin tiền ba? Con trai tôi trả lời, thì ba cho con $25 đi mà. Tôi nghĩ chắc con muốn xin tiền mua đồ chơi, nên tôi cũng kệ và đưa cho nó $25. Con trai tôi cầm tiền, rồi nó lấy $5 trong túi ra, sau đó đưa cho tôi $30 và nói, ba ơi, đây là $30 nè, con có thể mua một tiếng của ba không?